thưa cô chú anh chị, những cái người nhận cơm nhận quà ngày hôm nay là những cái hoàn cảnh rất là khó khăn. Ví dụ đây là những cái cô chú ngồi xe lăn này, rồi bán vé số, rồi chào cô tới lâu chưa thưa cô? Dạ, cô mới tới mệt quá. Vậy thì như này thì lát xíu có xe ôm dạ. Vâng. Dạ dạ. Dạ dạ. Có chiếc xe lăn mà không dám đi đâu. À có xe lăn mà không dám đi, phải đi xe ôm. Đi ngoài đường nhát quá không dám đi. Dạ dạ. Vâng. Cô được nhận phiếu là từ lúc nào? Mới hôm qua cho hôm qua. Vâng, dạ sao? Cho. Dạ. Rồi. Dạ dạ. Rồi con cảm ơn cô chờ chút xíu cô nhận quà nhá. Cháu ông bà đi bán vé số à? Dạ dạ. Vâng, ông bà chờ xíu rồi mình nhận quà nhá. Dạ. Đây là Quốc Trung. Đấy, cô Trang. Dạ dạ. Rồi xin chào nhá hai mẹ con. Rồi các cô chú mình đứng giãn khoảng cách ra một xíu giúp con nhé. Tất cả đeo khẩu trang vô để bọn con chuẩn bị phát. Thì thưa cô bác anh chị thì ở đây sẽ yêu cầu là chú sẽ thâu phiếu từng người lên một thôi. Đó. Cô nhờ người nào đây bây giờ ưu tiên những cái cô chú mà bị khuyết tật trước. Có xe ôm thôi mà mình bưng qua bên kia để cho cô ấy dùng. Xe ôm phải không? Rồi chạy đẩy xe qua đi cho bác lên xe luôn. Rồi. Vâng, anh nhận dùm cô luôn đi. Bưng qua luôn. Anh bưng qua dùm cho cô luôn này. Qua bên kia tiện đường hơn. Đó. Cô đi nhận quà và phải nhờ người. Tuấn Dương xin chào quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh YouTube Sài Gòn Ngày Nay. Hôm nay thì Tuấn Dương cùng với cô Tư sẽ phát 100 phần quà giúp những cái hoàn cảnh khó khăn. Thì trước mặt các bạn hôm nay đây là một cái bao gạo này là 5kg gạo thơm ST21 hiệu A An, lành gạo ngon cơm. Và cái gạo này là đạt chuẩn quốc tế số 1, có chứng nhận chất lượng. Và sản phẩm này của tập đoàn Tân Long, số lượng là 5kg trong một bao này. Và cái bao gạo này thì đóng gói rất là chắc chắn. Thì cái phần gạo này là của gia đình cô Của ở quận Bình Tân gửi tặng. Cô gửi tặng là 100 bịch gạo này, mỗi bịch là 5kg. Thì hôm trước Tuấn Dương cùng với con cô Tư, em Khang đi chở. Ngoài ra thì hôm nay Tuấn Dương còn trích cái số tiền của Chisa Lam gửi cho Tuấn Dương để giúp các hoàn cảnh khó khăn. Thì Tuấn Dương có trích tiền ra để mua 100 thùng mì gấu đỏ để tặng cho bà con. Thì hôm nay mỗi một bà con sẽ nhận một cái phần quà gồm có một thùng mì gấu đỏ và một bịch gạo thơm. Đây các bạn ơi, mì đang xếp một đống đây. Rồi gạo thơm đây. Cái gạo này là gạo rất là ngon nha các bạn. Gạo rất ngon luôn. Đây và cô Tư thì cũng đang chuẩn bị từ những hôm trước rồi. Dạ cô ơi, cô phải chuẩn bị này từ khi nào? Thì cái này sáng sớm thì cô với chú là chuẩn bị đem ra. Dạ. Còn bữa là ta tài trợ 100 bao gạo này thì con nói là mua 100 thùng mì. Vâng. Cô cũng chuẩn bị trước ngày. Dạ vâng. Vậy là để có những cái này thì phải chuẩn bị trước một ngày rồi. Ngoài ra cô phát phiếu khi nào thưa cô? Cô phát phiếu bữa thứ 5, thứ 6 á. Dạ. Cô ơi, cái đối tượng nhận lần này là những ai thưa cô? Thì mấy người mà ta lang thang đường, bán vé số rồi. Dạ. Xe lăn đâu đó. Dạ. Thì cô thấy hoàn cảnh khổ thì cô cho. Vâng. Rồi thưa cô ba anh chị thì cô Tư có một cái quán cơm ở cổng số 6 bệnh viện Chợ Rẫy. Nếu mà cô chú anh chị có ở quê lên đi khám bệnh thì có thể ghé để ủng hộ quán cô Tư để cô có thêm cái thu nhập và ngoài ra có thêm cái thời gian để đi giúp đỡ các cái hoàn cảnh khó khăn. Rồi con cảm ơn cô ạ. Cô hai ông bà nhận gạo nhận mì
đây là hai, đây là bà cụ với lại một chú đi nhận quà. Chào bà, chúc bà khỏe nhá. Dạ. Đây hai mẹ con cô Trang và bé Phúc Trung. Rồi cảm ơn cô nhá. Rồi cảm ơn Trung nhá. Dạ rồi, cảm ơn bà, chúc bà khỏe nhá. Đó, thì theo quy trình là mọi người đứng giãn cách ra, rồi mỗi người nhận một phần. Đó, bà cụ này chắc cũng hơi khó, có những người thì bị tai biến nên là phải đi xe ôm. Cảm ơn, nhìn lên ống kính, cảm ơn ba nè. Rồi thôi được rồi, chú đi đi, chú đi đi. Dạ, cảm ơn chú. Cô Tư thì đang nhắc mọi người cảm ơn, nhìn vào ống kính để cảm ơn Mạnh Thường Quân. Ơi, cảm ơn. Vâng, cảm ơn chú. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn cô. Rồi, cảm ơn cô nhá. Dạ. Rồi, cảm ơn chú nha, chúc nhà đông khách nha. Dạ rồi. Rồi, cảm ơn chị nha. À, chú này cũng bị... Rồi, cảm ơn chú. Đó, ở đây thì còn có thêm mấy anh nữa đứng lại phụ. Đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn. Rồi, chú này tay bị khoèo này. Con đang phát gạo chú Long ơi, con đang phát quà nên là lát chú gọi lại giúp con nhé, con đang phát gạo ạ. Dạ dạ, con chào chú ạ. Con đang phát gạo chú ơi, dạ xin lỗi chú, con đang phát gạo ạ. Dạ dạ, con đang làm, có gì lát xíu chú gọi lại giúp con nhé, con cảm ơn chú ạ. Cô Tư phải nhìn đằng sau xem ai nhận phiếu nhá. Cô nhìn. Ai không có phiếu chú phải nói nhá.
Đây anh chàng này khiếm thị. Vậy rồi ai bưng giùm em? Dạ có đứa nó bưng rồi. Rồi rồi đây em cầm đi rồi kêu người nhà lại ấy nhá. Khoan. Em phụ đưa qua đường đi. Rồi khoan cho em áo vàng này nhận nữa này. Rồi cảm ơn chú nhá. Đây xe ôm tới thì xe ôm ghé luôn đấy. Vé số này có không chú Tư ơi? Rồi cảm ơn. Rồi lại đây nhận đi em ơi. Đây các bạn ơi, cô ấy bị tai biến, giờ cô ấy thuê xe ôm trở về. Đó, ngồi lên xe cũng rất là khó khăn nha các bạn. Rồi rồi hai cô chú đi về. Rồi xin chào. Đây những người đi nhặt ve chai, buôn bán ve chai. Đó, hầu hết những người đi nhận quà là những người mà lượm ve chai, bán vé số hoặc là xe ôm, xích lô. Rồi xích lô đắt hàng nhá, xích lô Nguyễn Tri Phương. Đây hai cô chú này khiếm thị đi bán vé số này. Một người dẫn đi, một người đi theo để bán vé số. Rồi chào cô chú nhá. Vâng, chú là khiếm thị à? Đây hai vợ chồng à hay sao? Dạ. Không phải, đây ông anh. À ông anh, dạ. Hai chị em. Dạ hai chị em. Hai chị em, dạ vâng. Rồi có vé số còn nhiều quá. Dạ. Rồi. Dạ. Rồi, chú chờ cô rồi đi không có cô dẫn chú đi không có. À dạ chú đi mà tại vì hôm qua ông chú không cho con cái phiếu ấy. Dạ. Thành coi như ông tướng 2 giờ chứ mà không phải. Dạ dạ, vâng. Rồi rồi. Rồi cô đi đi ạ. Rồi. À, cô này lãnh dùm cho một cái ông già khác. Rồi cảm ơn chú nhá. Dạ. À, để có những cái phần quà này thì Tuấn Dương xin chân thành cảm ơn gia đình cô Của ở quận Bình Tân đã tặng những cái phần gạo này. Để có những cái phần quà này thì Tuấn Dương xin cảm ơn cô Của ở quận Bình Tân đã tặng 500 ký gạo. Và Tuấn Dương xin cảm ơn Chi Sa Lam đã gửi Tuấn Dương để mua những cái thùng mì này phát tặng cho bà con. Và không quên là cảm ơn cô Tư cùng các cộng sự ở quán của cô Tư đã giúp Tuấn Dương thực hiện cái chương trình này. À, con cảm ơn cô Tư nhá, chúc cô nhiều sức khỏe. Đây. Không có cho con ăn hả? Dạ hôm nay thì chưa có nấu cơm. À không nấu cơm. Vâng. Chú chạy xe ôm ở đâu? Chạy đậu ở bên chợ Rẫy. Chạy ở đâu chú? Chạy đậu ở bên chợ Rẫy này nè. À đậu ở chợ Rẫy. Chú làm xe ôm được bao nhiêu năm rồi? Từ 21 tuổi tới bây giờ. Từ 21 tuổi đến bây giờ. Chú là người Hoa à? À người Tàu á. À người Tàu, dạ.
xe này sao cũng cũ rồi mà không sửa chữa gì đi. Không có tiền, bộ người chạy xe nuôi bông đưa bông nuôi vợ. Xin là xe chạy cho vợ con ăn thôi. À, xin về cho vợ con ăn. À. Chú mà bây giờ còn phải nuôi vợ con nữa. Phải nuôi ra rồi có vợ trẻ 21 tuổi mới có vợ. 21 tuổi có vợ. Vợ ở bên kia. À, vậy là vợ. 3 năm mới có điểm cưới. Vợ đẹp, vợ hoa hậu hay sao mà lại lại phải nuôi vợ? Không phải lẽ ba nhưng mà mình phải cưới con tầm ngoài tàu là vậy, đâu có ai theo mình đâu. À. Dạ. Trời ơi, trời ơi, cái nón của chú này trời ơi, bể nó cũng bể luôn rồi. Không có tiền. Chạy đây ra mà lại một cắt công coi đi. Để vô lấy cái nón ra chú nè. À, để tặng chú cái nón bảo hiểm khác nhá. Rồi chú bỏ cái nón ra con coi nào. Trời ơi. Má ơi cái nón này. Tại vì mình nuôi người đâu có dư đâu, để hoài không có dư. Trời ơi này, các bạn này nhìn cái nón của chú này. Đây các bạn. Đây này, trời ơi bẻ được luôn này. Đấy cô tặng chú cái nón ngon cơm hơn á. Đây chú chạy xe ôm vậy có hai cái nón. Cái nón lành này là chú để cho khách đội này. Còn cái nón rách này là chú đội luôn. Đó cái xe này các bạn nhìn này. Trời ơi dầu mỡ nó chảy tùm lum tà la luôn. Có 20 không? Gần 20 để đổ xăng được không? Dạ. Cho xin 20 để đổ xăng đúng không? Dạ rồi. Không có tiền. Đã được tới bây giờ lỡ ngoài không dạ. Có tiền. Nuôi vợ nó không có tiền. Không có tiền. Dạ. Rồi. Phải biếu chú nhá. Rồi chúc chú sức khỏe. Rồi chú đi đi ạ. Được chưa? Dạ được rồi ạ. Cảm ơn chị. Dạ. Cái này là tế nhà cho cái rêu thay cho người. Rồi, thấy nghèo cho đó. Dạ. Đấy bà già. Biết rồi. Cảm ơn anh. Dạ dạ rồi, chào chú nhá. Dạ. Rồi chú đi nhá. Dạ dạ. Dạ đi rồi, chú đi đi ạ. Vâng vâng, chú đi cẩn thận chú nhá. Trời ơi, cái chiếc xe của chú thì buộc chẳng tùm lum tà la luôn. Đây thì tới là sẽ nhận phiếu ở một nơi, phát quà một nơi. Rồi, cảm ơn anh nhá. Dạ. Các bạn ơi, những cái cô mà đi nhặt ve chai thì họ tranh thủ họ ăn cơm ngay ngoài đường luôn này. Đó. Chú này thì chú xích lô. Rồi chú nhận phiếu hả chú? À chú nhận quà. Dạ. Đây chú đạp xích lô đi lên nhận. Chú ơi chú để xe đấy, chú lên kia đưa phiếu ở cái bàn trên kìa. Dạ chào chú, thưa chú là đợt này xích lô thì có đông khách không chú? Đúng này vắng khách nhiều quá. Dạ. Cách ly họ ít đi chợ. Dạ. Chú đạp xe xích lô được bao năm rồi chú? 29 năm. 29 năm. Dạ. Thưa chú năm nay chú nhiêu tuổi? 66. 66. Và bây giờ nhà chú ở đâu? Ở Bình Chánh. Ở Bình Chánh mà đạp lên tận đây. Đây giờ gửi ở nhà xe nhà em ở Cây Gõ. À gửi ở chợ Cây Gõ xong rồi lên đây. Dạ. Rồi. Chào cảm ơn chú nhá. Rồi. Cái này với chị Nguyệt làm sao không? Dạ. Chị Nguyệt á. À tụi giờ kịp tất cả cho. Có dạ. Bữa tính nhắn chú ra mà không thấy chú. Dạ. Đó. Gạo. Rồi một thùng mì. Rồi cảm ơn chú nhá. Chào nhà chú. Dưới, Bình Công á. Vâng, Bình Chánh. Nhà cũng khá là xa. Rồi xe máy tiến gần lên anh. Không nhưng mà bây giờ phải phát cho người có phiếu rồi em ơi, bây giờ không. À. Sao bà chủ này mà không vào quán ăn mà lại ăn luôn ngoài đường này? Dạ. Thì đem cơm theo ăn. Dạ. Đi đâu ăn cái đó. Dạ. Thì mình đi về cái tiệm, bây giờ đi buôn bán thế mà ngồi vô tiệm ăn rồi. Ngày hai ba thử đâu có tiền đâu mà. À. Hao tiền. Dạ. Vậy là cơm chị nấu ở nhà mang đi. Đấy, đúng rồi. Dạ. Em coi thử xem ăn món gì nào.
Trời ơi, à, cơm với cả cái này là này gọi món gì nhỉ? Cá viên á. Cá viên chiên. Cá viên chiên. À. Lại càng à. Ừ. Ăn đạm bạc quá. À, kệ, sống kệ đi, kệ đi. Mình còn có mình ăn chút đỉnh, còn nhiều khổ hơn mình nữa. À. Kệ. Dạ thưa chị, ở đâu lên Sài Gòn làm ăn? Ở Cần Đước á. Cần Đước Long An. Dạ. Vậy là ngày nào cũng lên đây làm? Vậy thì mình là bây giờ thu nhập mà một ngày có khá không chị? Được khoảng bao tiền? Bây giờ coi như lúc trước thì ngày có 200-300, bây giờ ngày chừng 100 trả lợi à. Dạ. Vậy. Thì giờ mới giờ kiếm chừng không tới 100 đâu. Dạ. Dạ chục. Dạ. Rồi thôi em chúc chị sức khỏe nhá. Thôi dạ dạ. Dạ được, cảm ơn anh nhiều. Dạ em cảm ơn chị. Dạ, để em giờ mình lao động đi, kệ được nhiều cũng nhiều. Dạ dạ. Rồi chào chị. Mình đây mình còn vào và kiếm ăn được, còn thứ khác nó khổ quá. Đúng rồi, có nhiều xứ giờ không có việc mà làm ấy. Đúng rồi, giờ tay gian nan nó khổ sở thì chết chóc được lum la hết. Mình đây còn kiếm chắc một cũng hai mình ăn được, sống được ngày nào hai ngày nấy cũng đỡ hơn người ta rồi. Dạ dạ. Mà mình cũng đỡ hơn người ta. Dạ. Nhiều khổ quá, nhiều quá, quá khổ luôn. Dạ, em cảm ơn chị nhá. Dạ dạ. Cảm ơn anh nhiều nhá. Dạ dạ. Đây cô này có đi chở nước thuê. Mua đây là những cái ve chai đầy đủ. Cô là sao cô? Mà bây giờ mùa dịch không có mình. Mùa dịch không. Cô năm nay nhiêu tuổi? 54 tuổi nhà cô ở đâu? Tay cô nói tay bị sao? Bị sao cô? Bị nổi với cục cơ. Mỏi với cục, cô có co nắm được không? Có thằng nắm được. Nó lâu lâu nó nhức đau lắm mới sợ. Dạ. Kem nó bị chảy xuống đây nè, phải băng lại. Xuống đây. Bao nhiêu số thằng ấy? Cô đi bán vé số á? Đây đâu thấy lợn gì đâu cô? Hôm nay bán hết trơn rồi. À. Có mấy cái bịch này nè. Tại vì cái lùm vừa đi bán đó. Đây là cái gì cô? Lùm ve chai đó. À. Mấy cái bịch phải cho mưa nó ướt hết trơn thì cầm. Nhà cô ở đâu? Nhà ở quận 8. Nhà ở quận 8. Cô kêu cho thêm cho chú. À. Thế cô có mang giấy tờ tùy thân gì đi theo không? Không có. Có mấy cái này lượm mấy cái giấy cắt chứ. À. Lượm giấy xong rồi cắt ra. Dạ. Cái bao để đựng giấy chai. À. Hôm qua bán hết giờ trời mưa ướt hết trơn. Cô không biết gì hết, có cầu đi ngang thấy phát gạo. Dạ, đi ngang thấy phát gạo. Vậy cô chồng con gì không? Không có. Không đâu, một mình. Có một mình thôi. Dạ. Thế hôm nay là cô đi từ mấy giờ? Đi hôm nay này thì tính đi khám bệnh đó. Mà thứ bảy quên không có khám. Khám rồi. Bệnh gì cô? Khám bệnh mấy cái đau nè, bị ngứa trong lớp phố. Ngứa là sao? Đi khám da liễu á. Dạ. Nè, nó ngứa dữ lắm. Không dạ. Biết làm sao nó nổi tùm lum. Dạ. Ngứa. Nó nổi mình mẩy hết cho luôn á. Dạ. Nó ngứa đến nhiệt tháng nè. Mà bữa nay thứ bảy người ta bệnh thì không có khám. Thế cô ở đây là nhà mình ở đây à? Không, quận 8 á. Nhà quận 8 là đường nào? Người ta đó, bạn thuê hiệu đó. Thuê nhà, còn nhà mình thì ở đâu? Thuê cái phòng về vừa quê là. Quê là đâu cô? Quê ở xa lắm, ở Vĩnh Long đấy. Quê ở Vĩnh Long. Mà còn cái túi này là tui, cô có cái gì đấy? Cái túi đựng này đựng bán vé số đựng tiền. À, bán vé số đựng tiền. Cái túi này là chống mưa. Áo mưa. À.
Ở đây hôm nay thì phát phiếu chứ không ngồi ấy, mà thôi bây giờ hôm nay gặp cô ở đây thì giúp cô tiền được không? Dạ. Bây giờ gạo thì để dành cho người khác rồi. Dạ. Bây giờ cho cô tiền được không? Cho tiền để mua gạo ăn nữa. Bây giờ này đi, cô đợi một xíu đi, để xem nếu mà cô cứ đứng ở chỗ ngoài đây đi, đợi xíu, nếu mà để xem lát xíu có phát phiếu rồi mà có những người không nhận ấy thì sẽ tặng cô một phần nhá. Dạ. Đây thôi, gửi tặng cô một phần nhá. Dạ. Giờ bỏ đâu? Để sau hay trước? Mở thùng ra đi, bỏ cái bao gạo vô trong. Ủa, thế ve chai này rồi đã được xin được ở đâu đấy? Nhặt được ở đâu? Dạ. Dạ. Rồi, dỡ ra đây. Để luôn, để cái thùng nó luôn, để cái thùng nó luôn. Đây. Rồi. Vậy nó mới chắc chứ, còn mà. Cái gạo này thôi mình cứ để ăn nhá. Dạ, gạo để ăn không có bán rồi nhá. Gạo ngon đó. Vâng. Ở đây cho toàn đồ ngon không á. Rồi ship mình ở đây. Móc đi, cứ móc đi, tôi móc sao cho tôi có lực hết. Không có phiếu là không có đâu chú. Cái này cho những người có phiếu chú ơi. Dạ. Phát phiếu anh ơi. Giờ bác đang có phiếu lại ngồi tay nhận nữa. Phiếu anh rồi. Rồi, xong đó, yên tâm chạy. Rồi, thôi chị về nhá. Rồi, thỏa mãn chưa? Thỏa mãn chưa? Sung sướng chưa? Vui chưa? Vui, có gạo ăn là vui cậu ơi. Dạ vâng. Rồi, cảm ơn cô nhá. Giờ cô đi. Chú xe ôm tới xin. Đây các bạn ơi, giờ có những người tới để nhận. Đó, phát lai rai các bạn ơi. Vì cái này mùa dịch nên là cũng không có thể tập trung đông người được. Đây. Là sao mà khổ cô? Còn nước mất rồi. Tôi ai nước còn nữa. Vậy cô có giấy tờ gì mang theo không? Em muốn nhờ. À. Em cảm ơn chú. Dạ. Rồi, chúc cô khỏe nha. Em muốn nhờ. Cảm ơn chú. Đây, cô nhận đi cô. Dạ. Cảm ơn chú. Dạ. Bà đi bộ rồi chú. Dạ thưa cô, thì hôm nay cái phần mì đấy là cô mua hết bao nhiêu tiền thưa cô? Dạ cô ơi, đây cô đếm lại giùm con. Vâng thưa cô, thì hôm trước là cái chị Chisa Lam có gửi con là 500 đô để chị nói là muốn làm từ thiện như nào thì làm. Thì hôm nay là có mua 100 thùng mì trích từ cái số tiền của chị ra. Và hôm trước thì hai anh em còn phải đi chở gạo nữa. Nên là con cũng nếu mà thuê bên ngoài thì mình cũng phải trả tiền. Nên là hôm nay con xin phép và con gửi cô 1 triệu để cô gửi cho em Khang.
với gửi cô để cô nước nôi cho các anh em, các cô chú mà đã phụ giúp mình để mới có cái buổi phát quà ngày hôm nay. Còn gạo là của cô Trong ở cô của quận Bình Tân cô cho. Rồi con cảm ơn cô chú đã tạo điều kiện để thực hiện cái chương trình này. Tôi cũng cảm ơn con với lại cảm ơn những người mà đồng hành với cô để cô có tìm món quà phát cho những người nghèo. Giờ phát xong rồi, hết quà rồi, xong nhiệm vụ. Giờ Tuấn Dương sẽ dừng cái video clip ở đây. Mặc dù còn rất nhiều người muốn xin nữa nhưng mà thưa các bạn là nguồn lực thì có hạn, nhưng mà cái nhu cầu thì gần như là vô hạn. Rồi hẹn gặp lại cô bác anh chị trong những video tiếp theo. Bye bye.